Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Thưa quý vị và các em, mùa trung thu năm 2023 đã khép lại, nhưng dư âm của một mùa trung thu ấm áp sẽ còn mãi trong lòng các bạn nhỏ, nhất là những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Với sự quan tâm của các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các nhà trường và của mỗi gia đình, các em không chỉ cảm nhận được một mùa trung thu ý nghĩa mà còn đón nhận được sự quan tâm của cộng đồng xã hội dành cho mình. Để mùa trung thu mãi luôn là một điều đáng nhớ khó quên, để lại cho các em nhiều kỷ niệm đẹp của một tuổi thơ với những thanh âm rộn ràng của tiếng trống lân, hương vị ngọt ngào của những chiếc bánh nướng, bánh dẻo và hơn cả đó là sự ấm áp trong tình yêu thương của mọi người. Theo thống kê của Cơ quan Lao động, Thương binh Xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 250.000 trẻ em. Trong đó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chiếm khoảng trên 2.500 em. Để giúp các em có mùa trung thu ấm áp, từ đầu tháng 8 âm lịch, các cơ quan đơn vị địa phương, nhất là Tổ chức Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đơn vị thành viên, đã quan tâm chỉ đạo và triển khai kêu gọi vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đóng góp cùng với chính quyền và các cấp tổ chức chương trình vui trung thu cho trẻ em. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Từ sự chung tay của các tổ chức cá nhân, các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, thôn ấp, khu phố, đã có hàng ngàn phần quà trung thu cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ, mái ấm trên địa bàn tỉnh, với giá trị hơn 2 tỷ đồng được trao tặng. Đối với các trẻ em nuôi dưỡng tại trung tâm công tác cho trẻ em, thì được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Sở Lao động Thương binh Xã hội. Bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều các cái mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các cái cơ quan đoàn thể trong và ngoài tỉnh tới thăm các cháu, đặc biệt là trong cái dịp Tết Trung thu này. Không chỉ thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đơn vị thành viên, chính quyền địa phương các cấp, mà nhiều đơn vị cơ quan đã chủ động phối hợp với các nhà trường, chính quyền các địa phương có đông trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để đến tận nơi tổ chức chương trình vui trung thu cho trẻ em. Chương trình Trung thu yêu thương do đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với chính quyền xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức tổ chức tại trường tiểu học Trung học cơ sở Phan Đình Phùng, đầy phấn khởi và háo hức. Dù 19 giờ chương trình mới bắt đầu, nhưng ngay từ sớm rất đông các bạn nhỏ đã có mặt để chờ đón các hoạt động trong đêm trung thu. Vui hơn khi chương trình khởi động ngay từ buổi chiều với hoạt động cắt tóc miễn phí cho các bạn nhỏ trên địa bàn do Học viện Tóc Biren, thành phố Bà Rịa thực hiện. Dưới đôi bàn tay khéo léo, những tay kéo chuyên nghiệp, các bạn nhỏ hớn hở trên làng, trong mái tóc mới gọn gàng, chuẩn đẹp để sẵn sàng cho đêm hội, cũng như bắt đầu năm học mới với nhiều dự định ước mơ. Không khí của đêm hội trăng rằm thật sự nóng lên khi những bài nhạc mang đậm âm thanh tươi vui của mùa trung thu vang lên như Rước Đèn Tháng 8 hòa cùng tiếng trống lân rộn ràng. Những thanh âm rộn rã ấy đã khiến hơn 1.000 em nhỏ ở xã Bộ Chinh và các khu vực lân cận sống hết mình trong lời ca tiếng hát, trong tình yêu thương mà các anh chị đoàn viên thanh niên vượt cả chặng đường xa xôi đem đến cho các em. Mình nói là địa bàn xã Bộ Chinh là một cái xã cũng còn nhiều khó khăn, mặc dù trong nhiều năm qua được sự quan tâm của các cấp đầu tư cơ sở hạ tầng, rồi là hỗ trợ các cái mô hình để phát triển kinh tế, thì tuy nhiên cũng còn rất là khó khăn. Với là một cái vùng nghèo ở nông thôn, thì các cháu thiếu niên nhi đồng rất ít được tham gia các cái chương trình văn hóa văn nghệ, các cái giao lưu văn hóa. Mà hôm nay với cái lễ hội như thế này thì phải nói là rất là đầy ý nghĩa để cho các cháu có được một đêm trung thu thật vui tươi, với cái sự hồn nhiên của trẻ thơ rất cần được sự chăm sóc, quan tâm của các cấp, các ngành cũng như của tất cả xã hội. Dù trời mưa khá nặng hạt nhưng vẫn không ảnh hưởng đến chương trình diễn ra. Đến với chương trình, các bạn nhỏ đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, ca múa của đoàn nghệ sĩ đến từ đoàn văn nghệ thiện nguyện tình ca Bắc Sơn, thành phố Hồ Chí Minh, xem biểu diễn lân sư rồng, giao lưu cùng chú cụi chị Hằng, tham gia các trò chơi dân gian đố vui có thưởng, rước đèn trung thu, cắt tóc miễn phí. Đêm trung thu không chỉ mang đến cho các em nhỏ bữa tiệc âm nhạc đầm ấm, đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh còn vận động các đơn vị doanh nghiệp mạnh thường quân tặng 40 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng, 6 chiếc xe đạp,
60 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học, trung học cơ sở Phan Đình Phùng. Đồng thời trao tặng gần 1.000 phần quà là lồng đèn trung thu, bánh kẹo cho các em thiếu nhi tham gia chương trình. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 100 triệu đồng do đoàn cơ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vận động các đơn vị chung tay đóng góp. Hôm nay là lần đầu tiên BSKE được cùng với đài truyền hình để đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và BSKE cũng rất là vui vì đã được cùng với quý anh chị bên đài truyền hình Bà Rịa Vũng Tàu để có mặt ngày hôm nay và góp một chút gì đó vào chương trình này để cho các em có một mùa trung thu thật là ấm áp. Để tham gia những chương trình này thì với mong muốn của hợp tác xã là mang đến những niềm vui và trang trải thêm những cái khó khăn cho những hoàn cảnh chưa được tốt của xã hội. Khi mình thấy các bé được nhận những cái phần quà và thấy các bé rất là vui, rất là niềm nở thì bản thân mình cũng thấy những cái việc làm của mình và các nhà tài trợ và đài truyền hình rất là ý nghĩa. Tôi rất là xúc động thấy trận mưa này mà mấy em còn ở lại là anh thấy mừng lắm. Mà thấy anh lần đầu anh cũng dự chương trình cũng như là lớn của để làm trung thu này tổ chức cho mấy em nhỏ. Thì anh mong sao là cứ năm nào cũng được tặng quà tổ chức cho mấy anh em địa phương trên đây. Đến 21 giờ chương trình kết lại, nhưng niềm vui về một đêm trung thu ý nghĩa vẫn còn đọng mãi trong lòng các em. Mỗi năm con rất thích chơi trung thu, cảm ơn mấy cô chú đã cho con quà. Con rất thích trung thu, nhà trường tạo lễ hội trung thu cho con. Dạ, con rất là vui. Còn với các bạn học sinh trường tiểu học Bùi Thị Xuân, thành phố Vũng Tàu, mùa trung thu lại là dịp để các em học cách chia sẻ yêu thương đến các em nhỏ cùng trang lứa có hoàn cảnh thiếu may mắn hơn. Đã thành truyền thống nhiều năm, cứ mỗi mùa trung thu, ban giám hiệu nhà trường lại phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, công đoàn, hội đồng đội của trường tổ chức đưa các em học sinh trong trường đến thăm các bạn tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ trẻ em ở thành phố Vũng Tàu. Các em đến đây là tình cảm yêu thương, sự sẻ chia với các bạn kém may mắn hơn mình. Tình cảm ấy được thể hiện bằng chính những tiết mục văn nghệ hay những món quà đã được các em dày công chuẩn bị. Khi đến thăm các bạn và các em thì con thấy có nhiều bạn và em có hoàn cảnh khó khăn và con mong muốn được chia sẻ một mùa trung thu thật ấm áp đến cho các em và các bạn. Trong chương trình, nhà trường còn tổ chức cho các em đến thăm tặng quà và giao lưu với các bạn học sinh tại trường tiểu học Long Sơn 1 và 2 thuộc địa bàn xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Xã đảo còn nhiều khó khăn nên việc chăm lo cho các em cũng còn hạn chế. Vì vậy, những món quà đến từ các mạnh thường quân, nhất là đến từ chính những người bạn đồng trang lứa có ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn với các em, để các em cảm nhận được sự ấm áp của tình yêu thương, sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng dành cho các em. Còn với các bạn học sinh trường tiểu học Bùi Thị Xuân, chuyến đi còn là dịp để các em có được những bài học bổ ích cho bản thân để phát triển cảm xúc, hiểu hơn về cuộc sống và nhất là học được cách sống sẻ chia với mọi người. Là một trong những hoạt động qua đó các em phát triển được cái phẩm chất, cái năng lực phù hợp với lại chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ví dụ như là các em có thể là biết làm những cái sản phẩm lồng đèn nè, rồi làm những cái bánh trung thu nho nhỏ nè, rồi gói những món quà nè để trao tặng cho các bạn và từ đó mới phát triển được những cái việc em đã tự học ở trường, ví dụ như là về kỹ thuật, về thủ công, hoặc là có những tiết mục văn nghệ các em tự tập dượt lẫn nhau để đi qua đây để giao lưu, biểu diễn, để phát triển về cái nghệ thuật, rồi qua đây để chia sẻ cùng với những cái bạn ở vùng sâu vùng xa, thì đó là phát triển được rất là nhiều. Cũng trong chương trình, thông qua nhà trường, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại Khang Tính, thành phố Vũng Tàu đã trao tặng 40 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho các em nhỏ ở ba đơn vị. Thực sự thì hôm nay tôi rất là vui cũng như hạnh phúc vì được đồng hành cùng các thầy cô ở trường tiểu học Bùi Thị Xuân đến trao quà cũng như là những suất học bổng cho ba trường. Thì các bé ở đây cái hoàn cảnh, cái điều kiện thì khó khăn hơn
rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Thì tôi cũng mong muốn là chia sẻ, tới đây chia sẻ một cái chút quà cũng như là cái tấm lòng của mình. Mong cho các con có được cái mùa trung thu là ấm áp hơn, hạnh phúc hơn, an lành hơn và bình an hơn. Tết Trung Thu là một trong những dịp Tết quan trọng trong năm và có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với mỗi người Việt Nam. Tết Trung Thu hay còn có tên gọi khác là Tết Thiếu Nhi, Tết Trông Trăng hay Tết Đoàn Viên, được thiếu nhi mong đợi nhất trong năm và cũng là dịp để các thành viên trong gia đình cùng quây quần bên mâm cỗ đón trăng, mang nhiều giá trị tinh thần và nhân văn sâu sắc. Việc quan tâm hỗ trợ về mặt vật chất lẫn tinh thần dành cho các em đã góp phần giúp các bạn nhỏ có một mùa trăng đẹp và ấm áp. Quý vị vừa theo dõi chương trình Vì Trẻ Em. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.